Khánh Linh xin được gửi lời chào mừng tất cả quý khán giả đang theo dõi kênh MC Khánh Linh USA. Xin mời quý vị cùng đăng ký kênh cũng như là bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện Gì Hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Chắc hẳn là quý vị đang có được những cái ngày nghỉ lễ cận kề với ngày lễ Thanksgiving rồi phải không thưa quý vị? Nếu những ai mà có con em thì chắc hẳn là nguyên tuần này các bé đã được nghỉ học rồi. Và chúng ta đang rục rịch chuẩn bị coi báo coi là những cái món hàng nào chúng ta sẽ mua cho cái dịp lễ Black Friday đúng không? Thưa quý vị thì như hàng năm đó quý vị thấy hồi xưa đến giờ đó là cái truyền thống là cái ngày thứ 6 là cái ngày Black Friday là chúng ta đi mua sắm thiệt là nhiều đúng không thưa quý vị? Nhưng mà sau này về kinh tế thị trường nhiều quá cho nên người ta mở cửa luôn cả cái ngày lễ Thanksgiving luôn. Người ta cho nhân viên nghỉ chỉ đến khoảng 5-6 giờ chiều ngày thứ năm thôi là ngày lễ Thanksgiving. Sau đó thì những cái người nhân viên phải đi làm để vì những rất là nhiều những cái khách hàng người ta sẽ đổ xô vào tiệm để người ta mua sắm cho ngay ngày Black Friday gọi là ớ lì luôn. Bây giờ nó sẽ trở thành là Thanksgiving rồi, Thanksgiving shopping luôn chứ không còn đợi tới Black Friday. Không phải đợi tới 3-4 giờ sáng, 5-6 giờ sáng ngày thứ sáu mới bắt đầu được đi mua đâu. Vì cái cơn đại dịch này nè, Covid này nè, cho nên bây giờ thay đổi rất là nhiều. Như Walmart thì được biết đó, người ta bán Black Friday là người ta sale hồi từ ngày 7 tới tháng 11 rồi thưa quý vị. Người ta mở trên những cái website đó, người ta cho đi shop từ từ những cái món hàng rồi. Xong rồi tới ngày 14 tay người ta lại cho thêm một vài món Black Friday nữa. Cho nên nếu mà quý vị mà đợi tới Black Friday là chính thức luôn á, thì lúc đó là không còn những cái laptop, không còn những cái TV giá rẻ để quý vị mua nữa đâu ha. Thì cho nên á, quý vị sẽ nên biết là những cái tiệm nào sẽ mở cửa vào cái ngày Thanksgiving và những cái tiệm nào thì bắt đầu thứ 6 Black Friday mới mở cửa để mình đi shopping. Thì hy vọng rằng trong cái video này Khánh Linh sẽ đưa đến quý vị những cái tên của những cái nơi, những cái địa điểm, những cái tiệm, những cái retail store mà họ sẽ mở cửa hay là đóng cửa vào ngày Thanksgiving để quý vị biết mà quý vị canh chừng đúng không? Hốt hàng, hốt deal đúng không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Hy vọng là quý vị sẽ enjoy cái video này và chúc quý vị có một ngày lễ nghỉ ngơi với gia đình bạn bè và nhớ là phải an toàn trong cái dịp Covid-19 này nha. Nếu quý vị có đi đến những cái tiệm mà chúng ta shopping và Khánh Linh nghĩ shopping online bây giờ nó sẽ an toàn hơn đó thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi quý vị nhé.